Sao? Sao lại là cô ấy? Cô... Nhẹ nhàng không muốn. Thích tôi phải mạnh tay đúng không? Anh dám đánh tôi như vậy á? Cô là cái gì mà tôi không dám đánh? Cô có muốn ăn thêm cái tát nữa để cho tỉnh ra không ạ? Này kia, ra tay với phụ nữ ở giữa phố thế này không hay đâu. Cậu là thằng nào đấy? Tôi dạy dỗ nhân viên cấp dưới của tôi thì liên quan gì đến cậu? Anh nói gì? Cô ấy và anh chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi à? Phải thưa cậu. Thế bây giờ cậu lượn được chưa? Tôi chưa thể đi được. Vì hành động của anh đang vi phạm pháp luật đấy. Tôi phải ngăn chặn nó. Này, thằng danh con này có liên quan gì đến cô? Liên quan thì sao? Mà không liên quan thì sao chứ? Cô ăn nói với tôi thế đấy à? Cô muốn nghỉ việc đúng không? Không cần anh phải đuổi. Kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức xin nghỉ việc. Cô vừa nói cái gì? Cô nghỉ việc? Được. Vậy tôi sẽ cho cô tọa nguyện. Còn mày, chờ tao đấy. Tôi cũng chỉ giúp đỡ một người qua đường thôi. Cô không cần phải cảm ơn. Sau bao nhiêu năm, sao đầu óc của cô không khá lên được vậy? Anh vừa giúp tôi thật, nhưng anh không cần phải nặng lời với tôi như vậy đâu. Tôi nói có gì sai à? Cô đi làm cho công ty đòi nợ thuê hay sao mà giám đốc côn đồ vậy? Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Anh đừng không hiểu chuyện mà nói linh tinh. Cô thì giỏi rồi. Năm xưa chia tay tôi, cô cũng giỏi. Bây giờ cô thê thảm như thế này thì càng cho thấy cô giỏi hơn. Chị đến rồi ạ. Sao thế? Nghỉ việc ở công ty cũ rồi à? Chị nghe ai nói thế vậy? Cái Vân chứ còn ai nữa. Vâng, em nghỉ rồi. Công ty đấy có gì tốt đâu. Chị bảo nghỉ lâu rồi mà không chịu nghe. Chị biết đó là cả một ân tình với em mà. Ngày xưa mẹ em ốm đau, anh Quang là người đã cho em vay tiền để chạy chữa cho mẹ đấy. Nhưng ngần ấy năm em bán mạng cho anh ta như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tay Quang đó là người tính khí thất thường, lại còn bất tài nữa. Em cần gì phải khổ vậy? Vâng, thì em cũng nghỉ rồi mà. Với lại, cái Vân nói bên chị đang tuyển người. Hôm nay em định hỏi chị xem thế nào. Chuyện này thì đơn giản thôi. Cứ làm hồ sơ nộp vào cho chị, rồi đi làm. Chỉ cần vậy thôi ạ? Năng lực của em thế nào chị lại không rõ à? Cứ quyết định vậy đi. Dạ vâng, thế em cảm ơn chị ạ. Có gì đâu. Chiêu mộ được cô về bộ phận của chị, tính ra là chị may mắn đấy chứ. Chủ tịch ạ. Có chuyện gì vậy? Hôm nay anh có chuyện gì không vui ạ? Không có gì. Thôi, cô về làm việc đi. Vậy còn dự án hay sao ạ? Để đấy, lát tôi xem. Vậy em xin phép ạ. Cô đến đây làm gì vậy? Anh cũng làm việc ở đây à? Tôi đang hỏi cô đấy. Tôi mới vào đây làm hôm qua. Cô làm ở bộ phận nào? Tôi làm ở bộ phận đầu tư. Giám đốc Phương Anh nhờ tôi mang cái này lên cho chủ tịch. Anh có biết phòng chủ tịch ở đâu không? Chỉ cho tôi thôi. Tôi với cô thân thiết lắm hay sao mà tôi phải giúp cô? Anh làm cái gì đấy? Đây là phòng chủ tịch mà. Không lẽ anh ta nộp hộ mình sao?
Cứ nghĩ cô sẽ chạy trốn tôi như lần trước chứ. Không ngờ cô lại lọt vào tay tôi thế này. Cô cứ đợi đây, xem tôi xử lý cô thế nào. Giám đốc Phương Anh à, lên phòng tôi nhờ chút việc. Chủ tịch, có chuyện gì mà anh gọi tôi lên đây gấp thế này ạ? Tôi nghe nói bộ phận của cô mới tuyển thêm nhân viên mới đúng không? Vâng, tôi cũng định báo cáo lại với anh, nhưng nghĩ lại chuyện này cũng nhỏ cho nên tự mình quyết định rồi. Xin lỗi chủ tịch ạ. Đối với tôi, nhân sự của tập đoàn chưa khi nào là chuyện nhỏ cả. Vâng, là lỗi của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm ạ. Cô và cô ta có quan hệ gì? Dạ, không lẽ Ngọc Anh phạm lỗi gì hay sao ạ? Tôi hỏi gì, cô trả lời đúng trọng tâm là được. Vâng, nó là bạn thân của em gái tôi. Thì ra là cũng có chút quan hệ. Thảo nào giám đốc Phương Anh lại nhận cô ta dễ dàng như thế. Không phải đâu chủ tịch, Ngọc Anh là người có năng lực. Bộ phận tôi mà có được cô ấy là may mắn đấy ạ. Cô có vẻ coi trọng cô ta quá rồi đấy. Với mối quan hệ như thế này, chắc hẳn cô hiểu rất rõ cuộc sống của cô ta đúng không? Dạ cũng tương đối ạ. Em coi nó như em gái, nó cũng vậy, coi em như chị em trong nhà. Vậy đời sống cá nhân cô ta thế nào? Ý tôi là mấy năm nay cô ta có yêu đương gì không? Không có. Mà tại sao chủ tịch lại quan tâm đến chuyện này ạ? Tôi chưa cho phép, cô đừng có tò mò. Dạ em xin lỗi ạ. Chẳng lẽ trước giờ cô ta chưa yêu đương với bất kỳ ai thật sao? Cô có chắc điều đó không? Sao vậy? Có gì khó nói à? Không phải. Hơn 5 năm trước em có nghe em gái của em nói Ngọc Anh có qua lại và yêu đương với một người, nhưng không hiểu sao lại chia tay. Từ lúc đó đến giờ cũng không nghe nói Ngọc Anh có yêu thêm ai nữa. Anh còn vấn đề gì muốn hỏi không ạ? Được rồi, cô về làm việc đi. Tôi mong là chuyện vừa rồi chỉ có tôi và cô biết thôi. Em hiểu rồi. Em xin phép chủ tịch ạ. Chủ tịch. Có chuyện gì không? Không biết là em có thể mời anh đi uống cà phê được không ạ? Có vấn đề gì à? Dạ không ạ. Chẳng qua là hôm nay em thấy ta làm về sớm, cho nên là em muốn mời anh, tiện thể thì nói chuyện thôi ạ. Vậy thì không cần đâu. Tôi cần yên tĩnh nên muốn được ở một mình. Vậy thì em sẽ ngồi im, không nói gì đâu ạ. Tôi thấy như vậy cũng không tiện đâu. Cô về đi. Ngọc Anh. Anh Quang. Chào anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Tôi muốn ngồi một mình cho yên tĩnh. Anh đã giúp đỡ em nhiều như vậy, thế mà bây giờ em bảo nghỉ là nghỉ à? Bao nhiêu năm nay tôi tận tâm với công ty anh như vậy mà không đòi hỏi bất kỳ một quyền lợi gì. Tôi nghĩ đền đáp như vậy là đủ rồi. Giờ tôi cần tìm con đường sự nghiệp của mình. Xin lỗi anh. Em thấy như vậy là đủ rồi à? Nhưng mà anh chưa thấy đủ. Lòng tham của con người bao giờ chẳng là vô đáy. Trước đây anh có phải là con người như vậy đâu. Chuyện qua rồi, không nói lại nữa. Bây giờ anh cần em quay lại làm, rồi lấy cho anh dự án của tập đoàn ABA. Sau đó em muốn đi đâu thì đi. Xin lỗi anh nhá, tôi tìm được công việc khác rồi, không về làm cho anh được nữa đâu. Em nói cái gì? Em xin được việc chỗ khác rồi ấy hả? Đúng vậy. Cô là cái loại người gì vậy? Tại sao cô lại đối xử với ân nhân của mình như thế? Giám đốc Quang, anh là người có địa vị, mà đây là chỗ đông người, tôi nghĩ anh nên tiết chế lại. Cô có biết công ty tôi giờ khó khăn thế nào không?
mà cô dám làm như thế chứ? Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Thái độ này của anh là đang nói chuyện à? Này, cô nên nhớ, cô chỉ là một con bé nhà quê nghèo hèn. Năm đó nếu không có tôi giúp đỡ, cô có ngày hôm nay chắc. Cái ơn đó của anh đối với tôi lớn thật. Nhưng mà anh cứ vin vào nó để ép buộc và lăng mạ tôi như thế này thì tôi nghĩ là không cần coi trọng cái ơn đó nữa đâu. Cô được lắm. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô à? Anh bình tĩnh lại đi. Anh Quang, trước đây anh là một người rất tốt và tôi cũng rất quý anh. Nhưng bây giờ anh càng ngày càng trở nên tiêu cực. Tôi nghĩ... Câm mồm. Một đứa con gái thân phận thấp kém, cô lấy tư cách gì để dạy đời tôi hả? Vậy sao anh không đi đi? Còn đứng đây nói nhảm nhiều như thế làm gì? Lại là mày à? Sao thế? Gặp tôi anh không thấy vui à? Sao mày cứ án tao như cô hồn thế à? Dù gì anh cũng là một giám đốc, đứng đầu của một công ty cơ mà. Sao anh lại dễ kích động như vậy chứ? Mày muốn cái gì đây? Cô ấy là nhân viên của tôi. Tôi đề nghị anh để cô ấy yên. Như thế đơn giản mà, đúng không? Mày vừa nói cái gì? Mày là sếp của cô ta. Nghe thú vị đấy. Vậy bây giờ mày nói xem, mày là lãnh đạo của doanh nghiệp nào? Chắc chỉ vừa và nhỏ thôi nhỉ? Để tôi giới thiệu một chút nha. Tôi là Trần Mạnh Hùng, chủ tịch tập đoàn ABA. Gì cơ? Hóa ra anh ấy là chủ tịch á? Thảo nào hôm đó... Thì ra là cậu. Tôi không biết cậu là chủ tịch nên có hơi mạo phạm. Mong cậu thông cảm. Tôi nghe nói công ty PJ của anh muốn tranh thầu dự án sắp tới của tập đoàn tôi phải không? Cậu cũng biết chuyện này cơ à? Tính ra lúc mới nghe được tin này, tôi cũng đã có chút cân nhắc có nên hợp tác với anh không. Nhưng mà sau hai lần gặp gỡ với anh, tôi lại có suy nghĩ khác rồi. Chủ tịch Hùng, cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Anh muốn người khác bình tĩnh nói chuyện với mình thì bản thân anh phải học được cái đức tính đấy trước đã. Giám đốc, người đứng đầu một công ty lại dễ bị kích động, ăn nói ngổ ngáo như vậy. Anh nghĩ anh đủ tư cách để hợp tác với tôi à? Chủ tịch Hùng, tôi xin lỗi. Anh có thể đi được rồi. Chào anh. Thì ra anh chính là chủ tịch tập đoàn ABA à? Sao vậy? Không tin được là một tên nghèo hèn năm xưa bị cô bỏ, giờ lại trở mình như vậy đúng không? Cuối cùng thì giám đốc Quang, anh ta có ơn nghĩa gì với cô vậy? Anh là người có địa vị lớn, quan tâm đến mấy chuyện nhỏ như thế này làm gì cho mất thân phận ra. Cô được lắm. Xem ra cái thói vô ơn của cô nó đã ngấm vào máu rồi. Anh ấy đã thay đổi quá nhiều rồi. Chào thư ký My. Hình như cô có chuyện muốn nói với tôi à? Tôi hỏi cô, giữa cô và chủ tịch có mối quan hệ gì? Chị quan tâm đến chuyện này làm gì vậy? Tôi hỏi cô cái gì thì cô trả lời cái đấy là được rồi. Ai cho phép cô ấy quyền hỏi ngược lại tôi? Đấy là chuyện cá nhân của tôi. Tôi xin phép không trả lời. Cô nói gì cơ? Trong tập đoàn, chị là cấp trên của tôi thật. Nhưng không phải vì thế mà việc gì tôi cũng nghe chị đâu. Tôi xin phép. Dành con, chỉ là một nhân viên mới mà mày dám lên mặt à? Chắc là mày chán làm trong tập đoàn này rồi. Em nói cái gì cơ? Em muốn xin nghỉ việc á? Em bị làm sao vậy? Mới vào làm chưa được một tuần mà sao lại nghỉ? Hay em muốn về công ty cũ? Không phải ạ. Là do em có lý do đặc biệt nên em mới phải làm như vậy. Giữa chị với em còn gì khó nói thế à? Cái gì? Hóa ra em với chủ tịch là người yêu cũ à? Thảo nào. Vâng. Trước kia thì là em không biết. Bây giờ em biết rồi. Em nghĩ mình không nên ở lại công ty nữa chị ạ. Vậy tại sao hồi ấy em chia tay chủ tịch? Có phải khi đó do anh ấy quá nghèo không? Không. Chị nghĩ em là loại người đó à? Năm ấy
mẹ em ốm đau bệnh tật, gia đình em thì khó khăn, còn anh Hùng thì lại rất nhiều hoài bão, nên em mới quyết định chia tay anh ấy để anh ấy có thể thoải mái gây dựng sự nghiệp. Hóa ra là như vậy. Thế sao em không nói rõ với chủ tịch, lại để cho người ta hiểu lầm như vậy? Anh Hùng là người cố chấp, lại còn sống nặng tính nghĩa nữa. Chị nghĩ là em nói ra như vậy, anh ấy có đồng ý chia tay em không? Nhưng mà bây giờ em không ở cạnh anh ấy lúc khó khăn, thì bây giờ em làm gì có tư cách ở cạnh khi anh ấy thành công chứ? Em suy nghĩ kỹ rồi, mong chị hiểu cho em. Thư ký My, cô có thể về được rồi đấy. Giám đốc Phương Anh, cô đang nói dối tôi đúng không? Tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả. Còn chẳng phải cô ta và em gái chị là bạn thân à? Ngay cả chuyện này cô cũng điều tra ra, vậy tại sao không bỏ chút thời gian xuống bộ phận tôi để xác minh chứ? Được, chị nghĩ là tôi không dám à? Đợi lát nữa, để tôi xem là cô ta chưa nghỉ việc thì chị ăn nói với tôi như thế nào. Mời cô. Chủ tịch ạ. Gần đây tôi ưu ái cô quá, cho nên cô tự cho mình cái quyền, muốn làm gì thì làm đúng không? Chủ tịch nói gì em không hiểu ạ. Nên nhớ, cô chỉ là thư ký của tôi, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Còn những chuyện khác đừng có xen vào, nếu không hậu quả như thế nào cũng không tưởng tượng nổi đâu. Chủ tịch, anh cũng biết tình cảm của em. Cô nghĩ mấy năm nay chỉ có mình cô nói với tôi những lời này thôi à? Trước cô, tôi đã đuổi 3 thư ký vì có hành vi vượt quá giới hạn của mình. Tôi mong cô không phải là người thứ tư. Vì vậy, hãy làm tốt công việc của mình. Cô đi đến được ngày hôm nay không phải là dễ đâu. Đừng có một tay hủy hoại nó. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Từ nay em không dám tái phạm nữa đâu. Mong anh bớt giận. Thôi được rồi, cô về làm việc của mình đi. Dạ vâng ạ. Mời vào. Chủ tịch ạ. Cô có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô đấy. Dạ vâng, mời chủ tịch ạ. Lần làm anh ở đấy năm, cuối cùng thì cũng phải rời khỏi nơi này. Anh làm gì ở đây vậy? Sao vậy? Có phải lại định trốn anh nữa không? Anh nói gì? Tôi không hiểu. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Hãy trả lời thật lòng cho anh biết, là em vẫn chưa quên được anh phải không? Anh nghĩ nhiều rồi. Chuyện của chúng ta đã qua nhiều năm, có gì mà quên với nhớ chứ? Anh không tin. Nếu như không có gì vướng bận, sao em phải trốn tránh anh chứ? Anh nói gì vậy? Chẳng qua là tôi tìm được một việc ở nơi khác tốt hơn, nên tôi mới rời đi thôi, chứ có trốn tránh gì đâu. Được, vậy em nói cho anh biết, công ty đó là công ty nào và nó ở đâu? Sao mà tôi phải nói với anh chứ? Em đừng đi nữa. Anh làm cái gì vậy? Anh xin lỗi, vì bấy lâu nay anh đã hiểu nhầm em. Chúng ta có thể quay lại như ngày xưa được không? Không thể nào. Lúc anh khó khăn, tôi không giúp gì được cho anh. Bây giờ anh thành công rồi, tôi làm gì có tư cách đứng cạnh anh chứ? Anh bỏ ý định này đi. Em nói ra những lời này thì chứng tỏ anh đợi em gần ấy năm không hề sai. Tôi phải đi rồi, xin phép anh. Anh làm sao vậy? Em hãy quay về với anh, anh không cho em đi đâu cả. Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Người con gái tốt như em, anh còn nghĩ mình không xứng đáng với em. Sao em lại nói mình không đủ tư cách chứ? Nhưng mà năm đó... Chuyện gì đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Năm ấy, cả anh và em đều còn trẻ, đều suy nghĩ chưa chín chắn. Nhưng mà tình cảm của chúng ta dành cho nhau gần ấy năm vẫn không hề thay đổi. Vậy thì có lý do gì để chúng ta nhắc đến những chuyện không vui đấy chứ?
Nhưng mà bây giờ anh quay lại với em, anh sẽ phải chịu nhiều dị nghị. Anh không sợ điều ấy à? Chỉ cần em bên cạnh anh là đủ, còn những chuyện khác không quan trọng. Mình về thôi.